Xin chào tất cả anh chị em nha. Ngày hôm nay em làm một cái video clip chia sẻ cái cảnh mà cắt sầu riêng nha. Sầu riêng của Lộc Ninh Bình Phước. Ngày hôm nay là bắt đầu vào mùa cắt rồi. Thì quay cho cô chú anh chị một cái video clip xem cái anh em cắt sầu riêng thực tế như thế nào nha. Thì, mấy anh em làm bất động sản rồi kết hợp làm sầu riêng luôn. Nay tới ngày cắt rồi. Hiện tại những cái cây là thái nha cô chú anh chị. Đây vườn này mình là vườn thái nè. Mình cắt xuống nè, đủ ngày rồi nè. Bắt đầu là mình cắt nè. Đó, ri và thái luôn. Có ri xấu rồi có thái luôn nha. Đó. Thì trái thì tuyển chọn thì từ 1,8 kg trở lên. Còn hàng bi thì hàng nhỏ hơn. Đây vườn vườn này hiện tại là được 50 tấn. Đây sầu riêng anh em mới cắt xong nè. Cô chú anh chị nào mà có vườn sầu riêng mà cần cắt mà bán thì liên hệ em nha. Bên em có công ty trực tiếp lên làm việc. Đây. Hàng mới vừa cắt xuống nè. Trái đều đẹp. Có sầu riêng thì cứ liên hệ. Bên em có đội ngũ là vào mua cắt. Đây đội nhóm anh em đang cắt nè, quay cho cô chú anh chị xem. Vườn tại Lộc Ninh Bình Phước. Ủa sao hái sầu riêng rồi giờ qua hái dừa luôn hả? Phải có uống nước dừa rồi mát rồi mới cắt sầu riêng. À. Đó ngay tay con đó. Kênh YouTube Nguyễn Sang Bình Phước nha. Đây hái dừa. Dừa của quầy đó đã ghê. Mà cái đít mình nhỏ không ai. Đây mấy anh môi giới bất động sản mà hiện tại là đang là môi giới sầu riêng. Không có tao chạy taxi à. Ha. Còn đây ăn cái đó làm đất rồi, ăn đất rồi. Ở đây măng cục. Vậy với bà bán phân bà bón với ăn phân bón. Đây là bà chủ. Đó, bà chủ đó, bà chủ dừa, bà chủ dừa sầu riêng. Nè, làm hồ chứ ăn bả hồ à. Đi chứ ăn hồ chứ ăn gì? Ăn lội con mắt luôn. Ừ. Ở đây cái vùng Lộc Ninh Bình Phước là vào cái thời gian này là vui lắm. Đi hái trái cây là thu hoạch là liên tục luôn. Măng cục rồi mít rồi sầu riêng. À. Măng cục thì anh chị em nào có mua bán măng cục rồi liên hệ luôn nha. Măng cục hiện tại còn 12 ngày nữa cắt. Quá trời chín trên nè, cái này đem về làm gỏi gà được rồi nè. Đu trên. Cái này làm gỏi gà được rồi nè. Đu trên là đu trên. Đây bắt đầu mà mình sửa sạn than qua bắt đầu vào cắt nè. Xem màn trình diễn của hai anh thợ cắt sầu riêng tại Bình Phước. Chùm cắt sầu riêng. Đây là thái nha anh chị. À ri hả? Cái à ri. Ri xấu. Ri xấu. Ê, đừng có nói bản quyền. Bản quyền họ cho mày bản nguyên cái quyền chứ. Bản con cái bản quyền. Sầu riêng ri xấu. Cái vườn này khoảng độ 50 tấn mà có ri có thái. Trời có quẹt. Gõ mà nghe bò bọp là già đúng không? Chụp quá siêu đẳng. Đây màn kết hợp giữa hai anh thợ. Đó chụp là chiếc dép gì đó. Mày lấy taxi mà mẹ ăn cứ nội người ta mới chịu đường đấy. Cái mũ nó không đắng tao không ăn hay gì. Không có đắng chị ơi. Ăn xong vậy lấy chút lấy cái dao thọt cho nó cạo cái này nè. Thấy cái mũ đắng hết. Ăn rồi mày.
Ôi trời. Thôi dính tay nhìn trước. Ông ăn cơm nước sống. Ăn gì ăn? Cái gì sống ăn được. Ăn này ngay chỗ đi. Chùi cái dao liền, chùi cái dao liền để nó cái mụn nó nóng. Bóp 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 bóp. Vào rụng rụng bên kia ta có bọp bọp bến kìa. Ồ, ông thợ trên cây này quay đẹp thiệt chứ. Bà chú. Ủa? Bà chú dựa này bà khó tính quá, bà hỏi tao hoài người ta rung. Cái giấy sâu nè. Này chi rớt xuống đồ. Đó là giấy sâu luôn nữa. Đi qua hai anh thợ này. À, hai anh thợ này cắt cắt cây thấp nè. Quá vui. Đây, trước khi cắt mình phải lấy cán dao mình gõ. Còn cái nghe tiếng sao là phải trong chuyên môn mới biết được. Cái này giờ khoảng là bao nhiêu ngày tuổi rồi anh? Này, như những cái này nè. Khoảng có 100 ngày ha. Hôm bữa vô mua là 90-92 ngày rồi. 10-15 ngày cắt, hôm nay tới ngày. Tấn. Nó quay hang thợ đẹp nhất. Anh chị em có nhu cầu mua bán sầu riêng rồi cho dựa rồi tất cả các tỉnh ở bên em là có công ty làm việc trực tiếp luôn nha. Có đội ngũ chuyên nghiệp đi cắt sầu riêng. Chụp cái nào lột cái nấy. Trái nào mà rớt là trái đó là bị sâu. Trái nào rớt mạnh là bị nấm. Trái nào mà chụp thành công thì trái nó không bị sâu.
mấy trái đó hả? Trên nó xanh khá luôn. Có ý. Có cây thủy xiên. Có nó lửa chứ em... Cái cây trên nhà chắc lên 9 tuổi hả? Rồi kết like. Hẹn gặp cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo nha. Em đi vườn khác em tiếp tục quay tiếp.